Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2022, chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày 29 tháng 3 năm 2022. Vừa qua, một chương trình hết sức ý nghĩa mang tên Tháng 3 Biên giới, Biên cương Tổ quốc tôi đã được tổ chức. Sau thời gian dài bị đóng băng các hoạt động và ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, chương trình Tháng 3 Biên giới, Biên cương Tổ quốc tôi đã trở lại trong sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Phường Thọ Quang, Chi đoàn Hải đội 2 Biên phòng, Chi đoàn Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, Đoàn Trường Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, Liên Chi đoàn Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Được khai mạc tại nhà trưng bày Hoàng Sa, nội dung chính của chương trình là tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh cho 20 chủ phương tiện trên địa bàn quận Sơn Trà, mỗi phương tiện 5 cờ, 3 áo phao, 2 phao tròn và trực tiếp trao cờ trên một phương tiện tại Vịnh Đà Nẵng. Là lực lượng xung kích trong cái chương trình các phong trào tình nguyện thì đoàn thanh niên của trường cùng các đơn vị đã tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và các cái áo phao cứu sinh cho các ngư dân đang tham gia làm kinh tế và góp phần giữ vững cái chủ quyền của Tổ quốc. Thông qua các hoạt động được triển khai trực tiếp và thực tế, giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ với những khó khăn vất vả, chiến đấu hy sinh của chiến sĩ bộ đội biên phòng và ngư dân địa phương, tuổi trẻ các đơn vị còn được hiểu thêm về truyền thống bộ đội biên phòng trong dịp kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng Toàn dân, Luật Biên phòng Việt Nam, các nội dung tuyên truyền về biển đảo, biên cương Tổ quốc, Luật Thanh niên. Vinh dự cho tôi là một đoàn viên thanh niên được trao những lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân, thì để nâng cao hơn nữa cái tinh thần gắn bó giữa bộ đội biên phòng và bà con ngư dân, để động viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Khi đi trao quà cờ Tổ quốc, phao và áo phao cứu sinh cho ngư dân, nhằm mục đích vừa trao tặng cho ngư dân một món quà, vừa tuyên truyền về an toàn hàng hải trên biển, cũng như là để quảng bá hình ảnh của cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 để ngư dân, cũng là luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trong dịp này, hơn 100 lá cờ Tổ quốc, phao cứu hộ và các nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đã được trao tặng đến 20 bà con ngư dân có tàu thuyền ra khơi tại địa phương. Lương mãi nhận được món quà này là rất quý, rất cảm ơn các chú biên phòng với đoàn thanh niên, cứu hộ cứu nạn có cái đồ đây là cũng được hỗ trợ là trước khi gặp sóng gió. Ngoài chuyến đi thực tế hết sức ý nghĩa tại Vịnh Đà Nẵng, góp phần nhen nhóm tình yêu biển đảo quê hương, tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhân nguồn, các bạn đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn đã được tham quan học tập tại nhà trưng bày Hoàng Sa. Trước những chứng tích giá trị, những kiến thức về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa, Hoàng Sa trong thư tịch cổ Việt Nam thời nhà Nguyễn trở nên sinh động, hết sức thuyết phục, khẳng định quyền và chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chương trình Tháng 3 Biên giới, Biên cương Tổ quốc tôi mở đầu cho tháng thanh niên 2022 đầy thiết thực và ý nghĩa, đồng thời trở thành động lực để tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên, các đơn vị tiếp tục phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, cống hiến, đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng xã hội.